Lượm. Dạ. Lẹ lên. Dạ mà ba kêu con. Kêu là phải lại liền chứ. Dạ mà ba kêu con. Mày ra chợ mua giùm tao cây nhuộm móng tay. Cái cây này bị mòn hết trơn rồi. Dạ. Ê ê ê. Dạ. Lại đây. Có tiền chưa mà đi vậy? Dạ. Mày đi vô phòng tao, mở cái hộc tủ nhỏ nhỏ ra, ở trong đó có sắp tiền, đem mày đây cho tao. Dạ. Cái gì vậy? Sao còn đứng đây? Đi lẹ đi. Dạ. Hôm nay mày đừng có hòng chối tao nữa. Mày chết với tao. Mày dám ăn cắp tiền của tao hả? Má ơi. Cái gì vậy cà? Coi nè má. Cái gì vậy? Má ơi má. Mày hả? Mày dám ăn cắp tiền của tao hả? Má coi nè, con Lượm mới lộng hành chưa? Hôm nay nó dám ăn cắp tiền của con nữa. Bữa giờ con mất nhiều rồi mà con không dám nói. Trời xui đất khiến làm sao á. Bữa nay con bắt tại trận nè. Mợ ba ơi, chính mợ kêu con lấy tiền của mợ mà. Mày già hàm hả mày? Tao đâu có khùng đâu mà biểu mày lấy tiền của tao. Nè, mày bày đặt sanh tật thò tay mặt đặt tay trái từ hồi nào vậy mày? Uổng công tao tin tưởng mày, nuôi mày trong cái nhà này bấy lâu nay. Má, bây giờ mình không thể nào mà tiếp tục mà chứa cái đứa ăn cắp trong nhà mình nữa rồi. Bà ơi, bà đừng có rầy quan con không ăn cắp. Thật tình con không ăn cắp tiền của mợ ba mà. Vậy chứ tay mày đang cầm cái gì vậy hả con kia? Bà ơi, quan cho con quá bà ơi. Mợ ba kêu con lấy tiền ở trong tủ, đi ra mua cái cây dỗ móc tay cho mợ mà. Trời đất ơi, cái con này. Mày bị tao bắt tại trận rồi hết đường chối rồi vu oan cho tao hả mày? Nè, tránh ra đi. Trong tủ nè. Đó. Nè, dỗ móng tay tao còn lũ khủ như vậy nè. Mắc mấy gì mà tao kêu mày mua? Hả? Mợ ba ơi, con xin mợ. Mợ nỡ hại con về mợ ba ơi. Trời đất ơi, cái con này. Má, phát tiền lương cho nó đi, rồi biểu nó cuốn gói về nhà cho khuất mắt đi. Bà ơi, mợ ba ơi, con ăn cắp. Con bị đuổi về không sao. Ba má con mà biết được, ba má con giết con chết bà ơi. Mợ ba ơi. Bà ơi, bà tha cho con đi bà. Mợ ba ơi, con có lỗi gì mà ba quýnh con đi. Mợ ba đừng có hại con mà. Trời đất ơi, tao với mày làm gì có thù oán với nhau đâu mà tao vu oan hãm hại mày hả? Má, má thấy nó dàn trời chưa? Vừa ăn cắp mà vừa la làng vậy đó. Thôi đừng có thèm đôi coi gì với nó nữa. Đi kêu ba má nó tới đây ngay lập tức. Dạ. Mợ ba ơi. Bà ơi, quan cho con bà ơi. Bà đừng có kêu ba má con tới. Ba má con giết con chết bà ơi. Buông ra. Mợ ba ơi. Quen hả mày? Quen hả? Tao bắt tại trận rành rành như vậy đó mà còn chối. Mày nói mày quen hả? Mày lẻo mép hả mày? Quen. Thôi, cứ đánh nữa. Ra đây, cho mày chối. Ra đây, đi kêu ba má lại đây. Mẹ ba. Trời đất ơi, cái nhà này sao vậy trời? Tới con Lượm là con hiền lành nhất á, mà giờ cũng sanh tật như vậy nữa. Trời ơi, không biết sao mà nói nữa. Diệu. Má. Diệu, lại đây, lại đây. Lại đây con. Lại đây. Xuống từ từ thôi con, bỏ dép ra đi. Từ từ thôi con. Con xuống đây. Má đợi con có lâu không? Con à, con có khỏe không? Ăn uống được không con? Dạ, con khỏe. Má đừng lo cho con. Gặp được con, má mừng quá. Con cũng mừng nữa. Hồi nãy con xin phép đi mua đồ, con cứ giái trời sao gặp má Duyên Hiền. Con có muốn ăn cháo vịt không? Lát nữa má kêu thằng Hiền bắt một con.
Để đem qua bển để cho con mượn thịt nghe. Thôi con không thèm gì đâu má. Má, con được gặp má như vậy là con vui lắm rồi. Hôm bữa má qua bên nhà dì Tư, má coi vô tiếng, má thấy cái vở tuồng gì, cái vở tuồng Lá Sầu Riêng đó. Má coi mà má không cầm được nước mắt. Má thấy con Diệu ở trong cái vở tuồng đó giống như là thân phận của con vậy đó. Má, tại má thương con quá cho nên má mới thấy vậy thôi, chứ con đâu có khổ như cô Diệu trong vở tuồng Lá Sầu Riêng đâu má. Cổ là cổ bị bắt làm dâu để trừ nợ, còn con là con tự nguyện, chồng con thương con lắm. Má biết chứ, nhưng sao má vẫn thấy tủi lòng. Má, má đừng lo cho con nhiều quá. Tuy là gia đình chồng không có thương con, nhưng mà con không đến nỗi khổ như cô Diệu đó đâu má. Diệu, nếu mà có chuyện gì con không được giấu má, nhớ nghe. Dạ con nhớ rồi. Mà sao dạo này má ốm quá vậy? Má phải để ý tới sức khỏe chứ. Con đừng có lo, trong người má khỏe ru à, không có sao đâu. Má cho con tiền bỏ trong người, thèm cái gì muốn ăn nghe không con? Má, má ơi, con mới khổ như cô Diệu trong tuồng Lá Sầu Riêng đâu má. Con có tiền trong túi mà má. Tuy con chưa có nhiều tiền nhưng không đến nỗi phải nhịn thèm. Má đừng lo cho con. Con à, thằng Hiền nó lớn rồi, nó cũng biết làm ra tiền. Con đừng có bận tâm, má với nó đắp đổi cũng qua ngày mà, không có thiếu thốn gì đâu. Con cất đi con. Thôi má cất đi, có gì để dành xài. Má cất, cất đi má. Cất đi con. Má, má đừng lo cho con mà. Quen cho con lắm bà ơi, con không ăn cắp tiền của mợ ba, con không ăn cắp. Mợ ba ơi cứu con đi mợ ba ơi, mợ ba biết là con không ăn cắp mà. Chính tay tôi bắt quả tang, má tôi cũng nhìn thấy nữa. Vậy mà nó còn dám chối leo lẻo. Con nhỏ này thiệt, thứ hết xài rồi. Tao á, tao thương tình vợ chồng bấy nghèo, không có đủ tiền nuôi cơm cho nó, tao mới làm phước đem nó về đây nuôi nó ăn, cho nó mặc, không thiếu một thứ gì. Đã vậy mỗi tháng còn trả tiền công nữa. Mà bay thấy đó, như sức nó vậy nó làm được bao nhiêu. Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, lấy quán báo ân. Bác hai, xin bác xét lại giùm. Con lượm nhà tôi á, từ nào tới giờ không có tham của ai một thứ gì. Xin bác xét lại cho. Tụi bay á, ăn rồi quẹt mỏ như gà vậy. Đã không biết ơn tao thì thôi, lại còn gieo tiếng oán cho tao nữa hả? Không lẽ tao như vậy tao đặt điều nói xấu nó. Đúng là mẹ nào con nấy. Bác hai à, ý tôi không phải như vậy. Dẹp. Tao không hơi sức đâu mà đôi co với tụi bay. Giờ con lượm đó, tao trả về cho vợ chồng bay. Muốn dạy dỗ nó hay không thì tùy. Tiền bạc nó tính sòng phẳng. Mỹ. Dạ. Tính tiền trả cho nó hết đi. Dạ. Đó. Đó, tiền đó. Tao không có ăn chận của nó đồng lương cắt bạc nào đâu. Vợ chồng bay dắt nó ra khỏi nhà tao. Cái thứ đầu trộm đuôi cướp đó, tao không muốn chứa nó trong nhà một giây phút nào hết á. Bà ơi, quan cho con lắm bà ơi. Quan cái gì mà quan? Nè, còn mấy đồng lẻ đó, tao cho mày đó. Bỏ cái thói ăn cắp nha mày. Bác hai ơi, tôi xin bác. Thôi đủ rồi, bà đừng có nhiều lời nữa. Tôi xin lỗi bác hai, tôi có con mà không biết dạy, đó là tội của tôi, xin bác rộng lòng tha cho. Nói với thằng chồng bay nghe còn lọt lỗ tai tao. Tao không hơi sức đâu mà chấp nhất tụi bay. Có điều á, nhà tao không có chứa chấp những cái đứa mà tai chân nhám nhúi như vậy. Thôi, vợ chồng con cái dắt nhau về đi, đừng có làm phiền tao nữa.
Đi về. Đi về. Về nhà chết tập. Ông ơi, ông làm gì vậy ông? Nè Tiên nè, mệt. Đi ra. Đi. Ba ơi. Đi ra. Ba đi ra. Ơi, ba đi. Ba ra đây. Mày nghe. Ba tao nói mày rồi. Ba ơi, hả? Con có mà tha cho con. Là tao với má mày dạy. Cái gì? Tao đã căn dặn rồi, kẹo cho sạch ha. Rách cho thơm ha. Đừng để người ta khinh thường mình. Ông ơi. Hả? Mày. Ông ơi, đi đánh mày. Con hả? Tại sao mày không nghe? Tôi xin đau quá. Đánh ra. Đánh ra. Thôi mà ông. Thôi mà. Đánh ra. Ông ơi, ta đã nói xấu mày làm cái gì? Đánh con nữa mà. Hả? Ông ơi. Hả? Chú Thiếm. Xin ông mà. Chú Thiếm, có chuyện gì mà chú Thiếm đánh lượm dữ vậy? Mà hai ơi, con khổ quá mà hai ơi. Ở nhà xảy ra chuyện gì? Nói chị nghe. Hả? Chuyện gì vậy? Dạ, có chuyện gì vậy chú Thiếm? Mà hai, vợ chồng tôi á thiệt có lỗi với gia đình của mợ. Con lượm nhà tôi á nó bị bà hai trả về vậy có tội ăn cắp đó mà hai. Thiệt là nhục nhã mà. Dạ chú Thiếm ơi, con nghĩ là có chuyện gì hiểu lầm rồi, chứ em lượm không đời nào ăn cắp. Lượm không có làm những chuyện đó đâu. Mợ hai ơi, quan cho con lắm mợ hai ơi. Mợ ba đổ thừa con ăn cắp tiền của mợ ba. Tại sao lại đổ thừa? Em nói rõ ràng cho chị nghe coi. Nín đi đừng có khóc, nói cho chị nghe đi. Dạ. Mợ ba kêu con vô phòng mợ lấy tiền trong tủ. Vậy mà khi con thò tay vô, mợ ba nói con ăn cắp tiền. Sao lạ vậy? Thế ba làm vậy để làm gì? Con biết mợ ba ghét con, muốn đuổi con ra khỏi nhà. Nhưng mà chẳng thà mợ nói thẳng con sẽ đi. Đằng này mợ nói xấu con, ba má con có giận, thà là chết thèm chết đói cũng không ăn cắp hoài cái gì hết. Thôi chị hiểu rồi. Dạ thôi chú Thiếm, xin chú Thiếm đừng đánh em lượm nữa. Con nghĩ là có chuyện gì đó hiểu lầm rồi, chứ con biết tính tình của em lượm á, từ đó giờ thiệt thà lắm. Hồi trước chồng con làm rớt mấy chục ngàn ở sau giường, em nó lượm được rồi trả lại cho chồng con đó. Bây giờ con mang tiếng xấu rồi mợ hai ơi. Thôi giờ vậy nè, em theo chị vô nhà, chị sẽ làm chứng là em không tham lam. Đi. Thôi mợ hai ơi, không có được đâu mợ hai ơi. Bà cưng mợ ba nhất nhà, mợ ba nói gì bà cũng nghe theo hết trơn á. Mợ hai binh giật con á, chỉ làm cho bà với mợ ba ghét mợ thêm thôi à. Tôi cảm ơn mợ hai đã có những lời tốt đẹp nói về con lượm. Vợ chồng tôi á chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. Tôi không muốn con gái tôi tiếp tục ở lại trong cái nhà này nữa. Thiệt là tội nghiệp cho con gái tôi. Đau lắm con. Ba xin lỗi con. Về đi con, mình về nhà mình. Ba má không có để cho con khổ sở nữa đâu. Về ba. Ba má về trước thì con nói với mợ vài câu rồi con về. Ừ, đi bà. Về. Dạ chào mợ hai. Dạ, chú Thiếm về. Dạ. Con cảm ơn mợ nhiều lắm. Mợ thiệt là tốt bụng. Vậy mà mợ ơi, từ nay con đi rồi, mợ ở nhà ráng cẩn thận nha. Con thấy mợ ba không có ưa gì mợ đâu. Con sợ một ngày nào đó mợ ba sẽ hại mợ đó. Không có đâu, em đừng có lo. Ra khỏi ngôi nhà này á, con không có tiếc gì hết á. Con chỉ thương mợ thôi. Chị cũng thương em lắm lượm mà. Mợ ơi, mợ ráng giữ gìn sức khỏe nha. Con còn mong mợ sinh được con trai để bà không có ghét mợ nữa. Bà sẽ cho mợ lên nhà trên. Cảm ơn em. Con về với mợ.
Tí, mày bấm cái máy cho nó chạy thử coi tí. Tí ơi. Dạ. Chạy thử máy coi. Dạ. Rồi, được rồi, được rồi. Thôi, được rồi. Tắt đi. Dạ. Tôi nghĩ chắc cái này còn mới nên không cần thay đâu. Để vậy xài được rồi. Khi nào nó hư á mình thay. Ừ. Thiếm ba, trả tiền công sửa máy 10.000. Phụ tùng còn dạ. mới nên là khỏi thay nha. Dạ. Rồi tôi đi công chuyện tí. Anh ngồi dạ. đây lấy tiền nè. Ờ. Dạ. Anh Bảo ngồi đây em gửi tiền. Đây tiền sửa máy. Em mời anh Bảo uống nước. Cảm ơn cô. Anh Bảo nè, tôi muốn bàn một chuyện làm ăn lâu dài với anh. Cô nói gì mà tôi không hiểu? Tôi nghe tôi cũng thích đó, nhưng mà tôi sợ. Sợ cái gì? Tôi là người quản lý ở đây, anh sợ ai mới được. Tôi sợ ông Phát. Ông Phát mà ông biết được ông dặn cổ tôi làm sao? Anh yên tâm đi, anh hai của tôi vô tư lắm, anh không để ý mấy chuyện này đâu. Sao tôi đã cam đoan như vậy á, anh có dám hợp tác với tôi không? Có lợi cho anh mà. Để tôi suy nghĩ kỹ rồi xem sao. Cảm ơn anh. Chị hai ơi, Diệu ơi. Mật, Mật, đừng có sủa nữa, người quen, đi vô. Đi, đi vô nè. Dì Tư. Hay quá gặp con ở đây. Dì Tư kiếm con hay là kiếm má chồng kiếm con? Kiếm Bay á, chắc Bay chưa hay chuyện gì phải không? Dạ chuyện gì vậy dì? Trời ơi, thằng Hiền á, nó đi nằm viện rồi. Thằng Hiền nó bị làm sao dì? Trời ơi, nó bị viêm ruột thừa. Má Bay á, đưa nó lên bệnh viện huyện rồi, hồi khuya, nhưng mà nó phải mổ á. Má Bay biểu dì Tư giấu, đừng cho tụi Bay hay. Dì Tư biết cái chuyện này lớn, để cho Bay biết, để Bay phụ với má Bay chứ. Dạ, con cảm ơn dì. Ừ. Thôi dì Tư về nha. Dạ. Vợ chồng con sắp xếp đi lên trên đó với chị Năm, chứ để một mình chị Năm ở trên đó không có được đâu. Dạ, con biết rồi. Ừ. Con cảm ơn dì Tư nha. Ừ, thôi dì về nha. Dạ, dì về cẩn thận nha dì. Ừ. Chết rồi, làm sao đây? Mà đã vét hết tiền trong nhà rồi, vậy Tư ông Bảy mỗi người cho mượn một ít đủ đóng tiền ca mổ cho thằng Hiền. Nhưng mà còn tiền thuốc men, tiền viện phí, con nghĩ cô không hết đâu má. Mà cũng rối lắm, không biết chạy ở đâu ra nữa. Má, anh Phát, anh nói anh mượn má chồng con á một ít. Má đừng lo nha má. Diệu, má đã làm liên lụy tới con rồi. Má, sao má lại nói vậy? Con mới làm cho má lo lắng nhiều. Cái gì? Cho con mượn tiền để con lo cho em của nó à? Dạ. Tiền của má chứ đâu phải lá cây con. Má đâu có bổn phận gì với nhà của nó đâu mà bây giờ má phải giúp em của nó chứ. Con biết rồi, nhưng mà tại vì á, Hiền nó đau bệnh bất ngờ, mà Diệu á thì không có đủ tiền, cho nên á là con mới mượn má. Mai mốt con trả má đàng hoàng mà. Trả hả? Con lấy tiền của má con trả lại cho má, chứ tiền ở đâu mày có? Má đã nói rồi mà không chịu nghe. Đó, cãi tôi đó. Chọn đứa mạt rệp về sống chung. Đó, giờ nuôi cả gia đình nó. Đó. Má chửi gì con cũng được hết á, má nói gì con cũng được hết. Mà má nói xong á nhớ cho con mượn tiền nha. Không đời nào. Nè, có phải con Diệu nó suối mày về khảo tiền tao phải không? Nó đã sống trong cái nhà này, cơm ăn no bụng ha. Bây giờ nó bòn rút tiền nó đem về cho má nó phải không?
Trời ơi. Nè, cái chuyện đó nha, tao chưa có hỏi tội đó, giờ được nước cái làm tới. Nước đâu mà làm càng, bây giờ con hỏi má rồi, con có tiền đâu mà bòn rút. Ừ, thiệt, nói chuyện với con má mệt lắm à. Con mê nó quá rồi, cái đầu mày lú lẫn hết rồi. Con mê nhưng mà con không có lú. Sao con biết con không có lú? Con có ít thì nó bòn rút ít. Nè, kiến tha lâu cũng đầy tổ nghe con. Cái lỗ mọt nhỏ xíu vậy nè mà nó cũng làm cạn ao đìa đó. Chính mắt con Kim Mỹ nó nhìn thấy nè, là con Diệu nó dấm dúi tiền cho má nó đó. Má ơi, má chặt dạ vậy sao má? Trời ơi, má tụng kinh làm gì để mà má thấy người ta khổ mà má không giúp? Mày nói hồi tao giả vô mặt mày đó. Trên đời này biết bao nhiêu người nghèo khổ hả? Muốn giúp cũng không có sức đâu mà giúp nổi. Sao mà không giúp được? Bây giờ má giàu má nhiều tiền vậy mà sao mà không giúp được? Nhưng mà con có kêu má giúp người ngoài đâu, má giúp người nhà mà. Người nhà là ai? Diệu đó, Diệu là vợ con mà. Tao chưa chấp nhận con Diệu. Thì bây giờ má chấp nhận đi. Cấm họng mày, tao muốn nghe mày lải nhải nữa nghe. Không muốn nghe mày nói gì nữa hết á. Má chấp nhận đi. Em cầm đi nha, em cầm đi. Tiền đâu mà anh đưa cho em vậy? Anh mượn tạm mấy người quen á. Em nói má cầm đỡ đi. Rồi rồi, từ từ anh xoay sở tiếp nha. Anh bán cái đồng hồ rồi hả? Trời, kỹ thuật của ba. Không có được đâu. Anh đi kiếm cái đồng hồ về liền đi. Đi đi, đi kiếm cái đồng hồ về cho em. Diệu ơi, đừng la anh mà Diệu ơi. Không phải, tại vì bây giờ mình đang cần gấp mà, cho nên là mình bán. Rồi rồi, mai mốt có tiền á, anh sẽ mua lại cái đồng hồ khác nha. Anh tin á là ba sẽ ủng hộ cho việc làm này của anh mà. Diệu. Thôi Diệu, Diệu ơi, Diệu đừng khóc mà Diệu ơi. Không, anh biết lỗi rồi. Lần sau anh không bán gì nữa đâu. Bây giờ anh lỡ bán lần này thôi. Diệu, Diệu, đừng khóc nữa mà nha. Em mà khóc á, mai mốt á, con mình á, mặt nó vậy nè. Ủa, con. Dạ. Sao lại có khoản chi này vậy? Khoản nào má? Nè, con nhìn đi, ghi nè, đó. À, cái này là khoản tiền mà anh hai kêu thợ và sửa máy đó má. Mà làm gì tới 200.000? Cái phụ tùng má nhớ là mới thai mà. Không lẽ mới thai mà hư nữa rồi? Dạ, con cũng không biết nữa. Anh hai nó bao nhiêu á thì cũng đưa bấy nhiêu à. Cái thằng này, không lẽ nó gian lận sao? Không đâu con, từ trước giờ anh hai con là đứa thiệt thà, không đời nào mà nó làm ba cái chuyện luồn lách này hết á. Dạ, thường một mình anh hai là chắc chắn không làm rồi. Con nói vậy là có ý gì? Dạ, thưa má, con nói điều này nếu có gì không phải thì má bỏ qua cho con. Nhưng mà thực sự là con nghi ngờ anh hai bị người khác xúi dục đó má. Thằng Phát bị người khác xúi dục? Ý con muốn nói là con Diệu đó, đúng không? Dạ. Thì má nghĩ coi, má của chị hai trả tiền ở đâu ra mà điều trị cho thằng Hiền? Con nói cũng đúng á. Hôm đó thằng Phát nó về nó nói với má là bên nhà con Diệu hết đường chạy rồi. Nó gian xin má giúp đỡ. Vậy mà má không giúp. Mà ngộ má không giúp mà sao nó vẫn có tiền? Dạ thì đó, con nghĩ chính chị Diệu đã xúi dục anh hai làm chuyện này để có tiền lo cho thằng Hiền, em của chị. Mấy bữa nay má cũng hơi ân hận á. Nếu đứa nhỏ trong bụng con Diệu đúng là cháu nội của má đó, sau này nó lớn lên nó nghe má nó kể là má không giúp đỡ ngoại nó, má sợ nó sẽ hận má. Mà thôi,
Số tiền lần này cũng không lớn lắm, thôi coi như mình bỏ ra để giúp nhà bên đó đi. Mà má cũng không muốn chuyện gian lận này lan ra bên ngoài nghe, người ta sẽ cười gia đình mình. Nhưng mà bắt đầu từ bữa nay, bất cứ chi một khoản tiền nào con phải kiểm tra kỹ lưỡng, nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi má. Má, thằng Hiền nó ổn rồi, má ráng lo giữ gìn sức khỏe của má đi. Con thấy mấy hôm nay má hốc hác đi nhiều lắm đó. Dạ thưa má, tụi con về. Má ráng giữ gìn sức khỏe, chiều con rảnh con qua thăm em Hiền. Không cần đâu con, thằng Hiền nó chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa là nó khỏe lại liền thôi. Phát à. Dạ. Má có lỗi với con quá, má không giúp được gì cho vợ chồng con, là vậy con làm phiền tới tụi con nữa. Thôi má đừng nói vậy. Vợ chồng tụi con á, không có lo được cho má với lại em Hiền chu toàn là lỗi của tụi con. Má không giận á là tụi con vui rồi. Má còn cảm ơn con, xin lỗi tụi con chi nữa. Nhưng mà má, thôi không có gì đâu, má đừng có lo. Bây giờ má vô nghỉ nha, tụi con về. Dạ. Ừ. Thưa má, thưa con má về. Tụi con về. Ừ. Con về nha má. Đi đường cẩn thận nha con. Dạ. Dạ. Đi đi. Nhà mình dạo này có nhiều chuyện không vui, nhưng vì sự yên ấm trong gia đình, vì sĩ diện với láng giềng, má phải cắn răng chịu đựng. Chị thương má lắm cô Út à. Anh hai thiệt thà, chân chất là vậy, nhưng sau một thời gian ngắn sống với chị hai đã bị chị ấy làm cho hư hỏng. Anh đã biết gian lận để lấy tiền lo cho bên nhà vợ. Điều này khiến má rất khổ tâm. Chuyện này là thiệt sao? Không lẽ chị hai dám xúi giục anh hai làm những chuyện bậy bạ? Không đâu, mình thấy chị hai đâu phải là người xấu. Nhưng mà chị ba đã viết rõ trong thư như vậy rồi còn gì. Mai mốt mình về hỏi rõ chuyện này mới được. Cô Út lâu về, cả nhà ai cũng nhớ. À, hôm trước á, chị thấy cô Út có cây son màu đẹp quá. Khi nào về, cô Út mua giùm chị một cây son giống y như vậy nghe. Dẹo. Dạ. Bưng nồi cơm lên lẹ lên. Dạ. Rề rề vậy đó. Dạ, con mời má ăn cơm. Mời chú thím. Má ăn cơm má. Con mời má ăn cơm. Rồi ăn cơm đi. Mẹ anh ăn cơm. Trời ơi, cái này giấm tiêu hay gì trời? Cái gì vậy má? Cái gì vậy má? Đứa nào nấu nồi canh này? Dạ, chị hai nấu đó má.
Mà sao vậy má? Con ném thử đi biết. Dẻo. Dạ. Béo. Trời ơi, trời ơi, chùi lắm luôn đó má ơi. Ai biểu để bà bầu nấu làm gì? Chua là phải rồi. Dạ, chuyện gì vậy má? Nè, cô Diệu, ở bên nhà cô á, má cô có dạy cô nấu nướng không dạ? Dạ, con còn vụng về, xin má chỉ dạy cho con. Lúc nãy á, một hai chị dành nấu cái nồi canh này. Không biết nấu thì thôi, dành làm gì? Đó, bây giờ cái nồi canh này nè, chỉ có nước đem đi đổ thôi hả? Chứ ăn uống gì được nữa. Thiệt, uổng công cho tôi hả, đi lựa con cá hú vừa tươi vừa ngon như vậy. Canh bị làm sao vậy thêm? Thì chua đến nỗi không ăn được chứ làm sao? Không tin chị nếm thử coi, không lẽ chị ăn chua đến mức độ đó hả? Hay là chị muốn phá tôi? Nè, chị nếm thử coi. Nếm đi, rồi đem xuống đổ luôn. Ném đi. Ngon quá phải không? Hả? Dạ. Con xin lỗi má. Từ nay á, cô làm ơn cô đừng có phá nữa cho tôi nhờ. Bất cứ chuyện gì mà có bàn tay cô đụng vô á là trở thành hư ráo trọi hết à. Trời, cái gì đây? Mới nói động tới cái là bắt đầu nằm dạ rồi phải không? Dạ. Con xin lỗi má. Nè, nè chị hai, có sao không vậy? Con đau quá má ơi. Vậy là nó sắp sanh rồi đó. Nè nè Đạt, con mau ra nhà máy kêu anh hai về, nói vợ nó sắp sanh, đẻ lên. Dạ dạ. Mỹ, đứng lên coi. Để cho chị hai con ngồi. Ngồi xuống đi con. Nè, coi chuẩn bị tiền để cho anh hai con đưa nó đi bệnh viện. Nó sắp sanh rồi đó. Đi đi. Dạ. Con thấy làm sao con? Hả? Đau lắm hả? Đau lắm. Cũng đỡ. Con sắp thành rồi đó. Để em Phát nó về nó đưa con đi bệnh viện ha. Cô ơi, cô giúp giùm vợ tôi đi cô. Ai đau quá. Xích vô. Diệu ơi, cô thở ơi, đều đi chị. Thở đều đi chị. Cố gắng lên chị. Cô ơi, cố gắng cô lên. Làm sao để cho vợ tôi hết đau đi. Thôi, dạ, tôi mà anh ra ngoài giùm. Mà anh ra ngoài. Đây là phận sự của chúng tôi. Anh đi ra ngoài đi. À, không, nhưng mà tôi là chồng của cổ mà. Dạ không, anh cứ ra ngoài đi. Đây là phận sự của chúng tôi. Đau. Dạ, anh đi ra ngoài đi. Dạ rồi. Anh đợi ngoài đi mà. Dạ rồi. Được rồi. Chuyện gì? Diệu ơi. Anh đi ra ngoài đi. Diệu ơi. Anh đi tắm đi đó tôi đâu. Diệu ơi. Đi ra ngoài đi anh. Diệu ơi, cô anh em ơi. Coi. Cô đã giúp tôi nha. Dạ. Rồi. Vợ chồng tôi nha. Đừng có lo lắng gì hết. Tôi cảm ơn cô. Để tôi lo. Dạ. Đứng ngoài chờ đi nha. Diệu ơi. Đâu có bác sĩ ơi. Con Hải. Con. Vợ con. Má ơi, con sắp sanh rồi. Cái gì con sắp sanh? Vợ con sắp sanh rồi. Ờ vậy con, hả con? Con sắp làm ba rồi. Ờ nè con à. Rồi người ta có nói là chừng nào vợ con sanh không? Có dấu sanh chưa? Dạ có. Cô nói là anh ơi, anh ra ngoài tí đi. Vì đây là nhiệm vụ của tôi. Rồi tí tôi giúp cho hết. Anh Hai. Đúng rồi. Vậy chị hai em sanh con trai hay con gái? Không có biết. Trời ơi, chị con chưa sanh sao biết trai hay gái? Đâu, con mang đồ đầy đủ không? Đưa cho má con coi. Dạ. Đây nè. Diệu sẵn sàng rồi. Rồi, cô chỉ đem theo thôi ạ. Ờ, má có đem thêm bình nước nóng đi nè. Dạ. Dạ, để con cầm hết cho. Ê, đừng. Đây. Đây cho má. Con cầm cho. Ờ, trời ơi. Nè, bình tĩnh đi con, bình tĩnh đi. Dạ. Lát nữa có ai ra rồi mình hỏi thăm. Dạ rồi, chừng nào ra? Trời đi con, người ta ra liền nè. Trời ơi, ra liền mà sao thấy la? Trời ơi. Trời, chừng nào ra mà sao thấy la dữ vậy? Con ơi, nè. Diệu ơi. Bình tĩnh đi con. Người ta làm gì vợ con kìa? Không sao đâu, vợ con đau bụng thôi. Chờ đi con, chờ đi. Giờ sao hết đau, Diệu ơi. Diệu. La nữa kìa, má ơi. Con à. Diệu. Giờ con đau bụng mà. La nữa kìa. Anh hai, bình tĩnh đi. Sao bình tĩnh được? Dạ má. Thôi khỏi.
Nằm đó đi con. Dạ. Đúng, đúng rồi. Đúng là con của thằng Phát đây rồi. Đúng là cháu nội của tôi rồi. Nó y chang thằng Phát hồi mới sanh, cũng chân tay dài dặn vậy nè. Y chang, y chang thằng Phát. Ôi, cháu nội của bà. Ôi, cháu nội của tôi đây nè. Cưng quá con. Con, cho má nựng cháu một chút đi con. Kìa em, cháu má nựng đi. Cháu má nựng đi em. Đi đi. Dạ. Bác ơi, da em bé mới sanh còn non lắm, dễ bị dị ứng nhiễm trùng. Bác rửa tay sạch chưa bác? Sạch rồi, chắc không sao đâu. Dạ. Dạ, dạ tôi xin lỗi. Không. Trả lại cho mẹ nó đi. Dạ. Không, không sao. Má ẩm được mà. Thôi thôi, chắc nhỏ nó đói đó, mọi người ra ngoài đi, để má nó cho nó bú. Dạ dạ. Chị à, tôi tính bữa nào á qua bên nhà chị. Dạ. Nhưng sẵn bữa nay chị tới, thôi để nói luôn đi cho khỏi mất công. Dạ, có chuyện gì chị cứ nói. Tuy con Diệu á không phải là đứa con dâu do tôi lựa chọn. Dạ. Nhưng dù gì á, nó cũng sanh cho gia đình tôi một thằng cháu đích tôn ngon lành như vậy. Dạ. Thôi thì chờ mẹ con nó cứng cáp một chút, tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt, nấu mâm cơm cúng ông bà, để chính thức nhận con Diệu làm con dâu. Dạ. Dạ, con mời má. Cảm ơn mợ ba. Uống nước đi chị. Được chị thương như vậy là má con tôi mừng lắm. Ừ. Con Diệu thiệt là khéo đẻ. Thằng nhỏ không khác gì ba nó hồi lọt lòng. Giống như là cắt mặt để qua vậy đó. Dạ. Tôi thấy nhỏ là tôi ưng bụng liền à. Cái nhà này tôi nói mấy bữa nay nó nhộn nhịp hẳn lên à. Dạ. Nhờ nó đó, nhờ nhỏ đó. Cháu vàng, cháu ngọc của tôi đó. Uống nước đi chị. Dạ. Tôi biết trước rồi mà. Bà sẽ chẳng coi tôi ra gì một khi con Diệu để cho bà thằng cháu đích tôn. Nhưng bà đừng vội đắc ý. Dạ. Con Diệu đẻ được thì tôi cũng sẽ đẻ được. Tôi nhất định không để con tôi sau này phải bị thua thiệt đâu. Mỹ à. Dạ. Ra đi con. Dạ, má kêu con hả má? Ừ, lát nữa con có ra chợ á thì tìm loại sữa nào á mà dành cho em bé mới đẻ bú. Nhớ là phải mua loại sữa tốt nhất nghe không? Tiền bạc bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cháu nội của má mau lớn là được rồi. Phải cho nó bú thêm sữa ngoài á mới đủ sức lớn. Dạ, con đi liền má. Dạ. Đừng có quên mua bình sữa nữa nha. Với lại mấy cái nấm vú để nó thay đổi. Dạ. Mà con cũng tính nói với má nên dứt hẳn sữa mẹ đi. Cho em bé bú bình như vậy á sẽ tốt hơn. Ê, đâu có được mợ ba. Sữa mẹ lúc nào cũng tốt hơn sữa ngoài hết đó. Bé nói làm sao á, chứ con cháu nhà giàu người ta bú sữa ngoài hết à. Với lại bác nhìn đi, chị Diệu ốm nhom ốm nhách, sữa của chị á làm sao đầy đủ các dưỡng chất. Nè chị, con Mỹ nó nói không phải là không có lý đâu. Tôi muốn cháu nội đích tôn của tôi á là nó phải khỏe mạnh phỏng phao, thông minh xuất chúng. Dạ. Tiền bạc tốn hao cỡ nào á tôi không có quan tâm. Dạ thưa chị, mình có thể cho thằng nhỏ uống dặm sữa ngoài, chứ dứt sữa mẹ thì tôi thấy tội nghiệp cho má con nó lắm. Ủa, có gì đâu tội nghiệp.
tôi đâu có chia rẽ má con nó đâu. Dạ nhưng mà... Thôi cứ vậy đi. Dạ vậy con đi nha má. Ờ thôi con đi đi. Con chào bác con đi. Đi đi con. Uống đi chị, uống nước đi. Dạ. Má ngồi đây nè má. Được rồi con, để đó má. Con mời má. Cảm ơn con. Nóng nha má. Má má kiếm con có gì không má? Ừ. Má muốn hỏi thăm má con gì không? Sao hả con? Qua này nhỏ ngủ yên không con? Lộc hả? Nó hết khóc đêm rồi. Bây giờ sữa của vợ con nhiều lắm. Nó dư sức bú luôn á. Trời ơi nghe con nói vậy má mừng lắm. Hồi nãy má đi chợ, má mua móng giò nè con. Đó. Còn trái đu đủ nè. Thằng Hiền nó hái sau nhà đó. Con đem về con hầm cho con Diệu nó ăn. Sữa nhiều lắm đó con. Má mua chi tốn tiền vậy để con mua được rồi. Má mua cho con gái với cháu ngoại má không được hay sao? Nè. Dạ con cảm ơn má. Ủa má sao má với lại em Hiền không qua chơi? Con của con á dạo này lớn lắm. Mỗi ngày mỗi lớn, nó lớn nhanh lắm. Dễ thương lắm. Ờ để rảnh rảnh rồi má qua nha. Dạ. Má cái này ăn nhiều sữa hả má? Ừ đúng rồi đó con. Nhưng mà má con dặn từ hôm nay phải cho cô Lộc dứt sữa mẹ. Ừ thôi tùy con đi. Ý của má con thế nào thì làm theo đi cho má con vui lòng. Dạ không con thì con thích là cho cô Lộc uống sữa Diệu. Nhưng mà lời của má con thì con không có cãi được. Má yên tâm đi, con đang suy nghĩ. Con thôi, đang thôi, con à, má con đã quyết rồi, tụi con nên làm theo đi. Mà thôi má về đi. Trời ơi, đưa đây cho má. Đợi lâu lắm quá. Má buồn hả má? Cố gắng đi. Má không có buồn đâu. Không, con biết con nhìn má là con biết má buồn. Không có đâu, con làm theo ý của má con đi. Má không có buồn đâu. Thôi má về nghe con. Nè, nói với nó là má nhớ thằng Lộc với lại con Diệu lắm nghe. Ủa thôi vậy má về nghe con. Ủa dạ, chào mấy chị. Chị Năm về hả chị Năm? Biết hả? Trời ơi chị hai cơ nó kìa. Ô chào. Gì vậy hả? Coi kìa. Trời ơi. Sao hả con? Chắc là đói rồi phải không? Ôi thôi được rồi. Giữ giùm chị nha cô. Để chị lấy cháo nha. Dạ. Đây. Nè, sữa đây. Nè, sữa cho cháu nội đứa tôn của tôi đây. Dạ. Nè, nè, nội kêu thím ba pha cho con đó. Dạ đây. Nè, mum nè, cho em mum đi. Nè con, ôi trời ơi, ngậm tay hả? Mẹ thương lắm. Mum hả con? Ui, giỏi nha. Con giỏi đi. Giỏi. Cái gì? Chị hai không có sữa hay sao mà cho cháu bú bình vậy? Má nó gầy ốm vậy á, sữa nóng lắm, thằng nhỏ bú không có tốt. Má cho cháu nội má uống sữa bình, nó mau lớn, nó bụ bẩm, nó dễ thương. Phải không, cục vàng của nội? Nhưng mà má, sữa mẹ vẫn tốt hơn mà. Cho bú bình á thì bú, nhưng mà vẫn phải cho bú sữa mẹ chứ. Không, bú hai ba thứ lộn xộn lắm. Con có kinh nghiệm đâu mà bày đặt nói lung tung. Hả con? Phải không? Bây giờ con giống như là người ở trong cái nhà đó vậy đó. Vừa phải lo cơm nước cho cả nhà, rồi vừa phải lo cho cái thằng nhóc khốn kiếp đó nữa. Con nói thiệt là con hết chịu nổi rồi đó. Con phải nói với bà hai, mướn người làm đi chứ. Đâu thể nào bắt con phải hầu hạ mọi người như vậy. Bộ bả tiếc tiền không chịu mướn người làm sao? Ý đó là ý của con. Con đuổi con lượm đi. Con không chịu mướn ai nữa hết á. Sao con phải làm cho mình cực khổ như vậy? Tại con có kế hoạch điên của con. Nếu mà có thêm người làm ở trong nhà
Con sợ là con sẽ khó ra tay. Mà con tính làm gì? Con cũng chưa biết nữa. Nhưng mà chắc chắn, con chắc chắn là con phải làm một điều gì đó. Con nhất định. Con không thể nào mà để cho má con Diệu nó sống nhẫn nhờ vui vẻ trước mắt con được. Bây giờ á, má chồng con đổi thằng nhỏ lên đầu. Mai mốt á, nó lớn một chút nữa, con dám chắc là quyền hành á sẽ giao cho nó hết. Rồi đây con cũng có con. Con của con á cũng là cháu nội của bà. Không lẽ bà bỏ nó sao? Nhưng mà chừng nào con mới có con, là con trai hay con gái á, con còn chưa biết nữa. Nhưng mà con Diệu thì khác. Nó đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi má ơi. Má không biết đâu. Bây giờ trong nhà đó hả, từ trên xuống dưới, ngay cả thằng chồng vô tích sự của con kìa, ai cũng bù lấy má con của nó hết. Ai cũng coi má con nó là trung tâm của cả thế giới. Má có biết là con tủi thân lắm không? Con phải ráng nhẫn nhịn một thời gian. Dù gì đi nữa, má chồng con cũng thương con nhiều hơn nó. Chỉ cần con sanh con trai thì má tin tình thế sẽ đổi ngược liền à. Nhưng mà má chỉ sợ. Má sợ gì? Má sợ chuyện dở nợ của má mà lan ra lúc này á thì coi như... Thôi được rồi, con sẽ lấy giấy phép kinh doanh của nhà máy đem về cho má đi thế chấp. Nhưng mà má làm gì thì làm, phải làm cho kín đáo, đừng có cho ai biết. Chuyện này á, con cần phải... Diệu ơi. Dạ. Diệu ơi, Diệu ơi, chết rồi. Sao anh? Không có ai hết. Làm đi, làm đi, làm đi. Em ơi, cái này không có ga. Uống cái này chừng nào mới hết? Trời, anh mở ra, anh ực cái cho nó hết, cho nó lẹ. Ờ ha, bởi vậy vợ lúc nào cũng... Hết rồi, bé bú cạn rồi, hết rồi. Anh nhìn là anh biết liền. Anh nhìn là anh biết em có chuyện buồn rồi. Đâu có, em đâu có buồn gì đâu. Em ngồi đây hóng mát thôi mà. Xạo. Em không thể nào giấu anh được. Chỉ có anh giấu em được thôi. Từ nhỏ tới giờ. Giờ chuẩn bị khóc nè. Đúng không? Anh Hai ơi, em buồn quá à, anh Hai. Dậy đi anh, dậy đi, em nói chuyện này nè. Dậy, dậy. Để em cho anh ngủ coi. Dậy đi, ngủ gì mà ngủ hoài à. Đi thì thôi, về tới nhà là lăn đùng đó ngủ à. Biết tới chừng nào mà hai vợ chồng mình mới có con được nữa. Cái gì, con hả? Sớm muộn thôi em ơi, em không cần phải lo đâu. Trời,
Trời ơi là trời, sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Chồng người ta thấy mà ham à. Ham thằng nào thì lấy thằng đó đi. Cái gì? Anh đừng có thách tôi nha. Bộ anh tưởng là tôi không kiếm được người nào hơn anh hả? Trời ơi, làm ơn đi, để im cho anh ngủ đi. Em nói gì á, để sáng mai rồi nói. Bây giờ anh xỉn lắm rồi, nói cũng đâu có nghe đâu. Trời ơi. Diệu ơi. Dạ ơi. Anh hạnh phúc lắm. Hai, đừng, cô đang ngủ. Anh hạnh phúc quá à. Em cũng hạnh phúc nữa. Ê, con đang ngủ mà. Diệu ơi. Dạ ơi. Em nghĩ ra tên gì đặt cho con chưa? Em tùy anh với má thôi à. Không có được. Tại vì á, công em mang nặng đẻ đau, em phải là người đặt tên cho con chứ. Em cứ nghĩ đi, chừng nào nghĩ ra thì anh chạy ù lên xã làm giấy khai sinh cho con. Không có được đâu anh. Chuyện này anh phải hỏi qua ý kiến của má. Má là... Thiệt tình á, em không có hiểu ý của anh rồi. Em không có nghe lời anh. Khi nào cái gì của má thì mình mới hỏi ý kiến của má. Giống như nhà máy á, thì mình hỏi ý kiến của má. Còn con là con của mình thì mình phải hỏi ý kiến của mình chứ, tại sao lại hỏi ý kiến của má? Nhưng mà anh là con của má, anh phải tôn trọng ý kiến của má chứ, đúng không? Ồ vậy hả? Ừ, anh phải hỏi ý kiến của má. Công nhận, nhờ Diệu ơi mà anh mới biết á. Ngày mai anh đã hỏi má một lần, má không biết á, anh chạy ra hỏi em tiếp nha. Diệu ơi, con đang ngủ, đừng làm vậy. Em nói rồi đó, anh mà không biết lo xa, mai mốt vợ chồng mình xách cái bì đi ra ngoài ăn xin cho thằng coi. Em nói gì thấy ghê vậy? Chứ còn gì nữa, anh thấy chưa? Bây giờ suốt ngày má chỉ còn biết tới thằng nhóc đó thôi à. Nếu mà vợ chồng mình không có con trai á, thì chẳng phải gia tài này mai mốt thuộc về thằng nhỏ đó hết sao? Vậy chứ bây giờ em biểu phải làm sao? Bây giờ anh phải ráng siêng năng cần mẫn để má thấy được má thương. Anh thấy vợ chồng anh hai không? Khùng thấy ớn luôn. Cả hai vợ chồng ai cũng nịnh má hết. Bởi vậy hồi lúc trước má ghét con Diệu, còn giờ thì sao? Khác hoàn toàn. Cho nên bây giờ nhất định mình phải có con. Bằng cách nào? Thì bây giờ anh đừng có rượu chè bê tha nữa, thì tự nhiên có sức khỏe dồi dào, quan hệ vợ chồng thường xuyên, thế nào cũng phải có con thôi. Quan hệ cái gì nổi mà quan hệ. Đêm nào á, cô cũng cằn nhằn tôi, mất hết hứng thú à. Thì chứ tại ai? Tại ai mà tôi cằn nhằn? Nếu mà anh đừng có đi uống rượu bài bạc, mỗi lần mà đi làm việc về á, thì đi về nhà sớm đi. Thấy anh hai không? Đi làm là về nhà liền à. Thì lúc đó tôi có cằn nhằn cưỡi nhửi anh không? Sao lúc trước không cưới anh hai đi? Trời đất ơi, anh nói vậy mà nói được hả? Nói chuyện với anh tôi muốn bể cái bụng nè. Đó, thấy chưa? Cái đồ cút này á, lúc nào cũng vậy hết, làm sao mà có con được trời. Nhìn gì?